Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video review về xe máy điện ở trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay tiếp tục review những cái mẫu xe rất độc và lạ mượn của em Đức Mario bên Hoàng Thống Moto. Thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu xe máy điện, nó có tên đó là Manter Super 46. Đấy, và rất là nhiều bạn ở trên mạng nói rằng là cái mẫu xe này nó giống với cả Ducati Master, nhưng mà mình thấy là nó không giống lắm đâu. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái mẫu xe máy điện có thiết kế nó vô cùng hầm hố luôn. Và công suất động cơ của nó thì phải nói là cực kỳ mạnh, lên tới là 2000W. Và các bạn có thể đi mẫu xe này, nếu mà đầy sạc nhé, thì nó có thể đi một quãng đường rất là xa, lên tới là 60-80 cây với một cái mẫu xe nó to lớn như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review chi tiết về cái mẫu xe này nào. Đầu tiên là về tổng quan cái đã. Các bạn có thể nhìn thấy là cái mẫu xe của chúng ta rất hầm hố đúng không ạ? Với một người cao khoảng 1m7 như mình, khi mà ngồi lên cái mẫu xe này thì trông cũng người mình kiểu như nhỏ bé so với mẫu xe này ấy. Và nó có cái thiết kế theo kiểu là ngồi lên đây, chân rất là ôm vào với cái bình. Nhưng đây không phải là bình xăng. Đấy, vì cái này thì nó làm gì bình xăng nó chạy điện mà. Rất là ôm bình luôn. Và với cái bình này thì chúng ta có thể để được áo mưa, để được ví hay là để điện thoại vào trong cái bình này được này. Đấy, nhưng mà chú ý là không đổ xăng đâu nhé các bạn nhé. Cái mẫu này là nó chạy điện. À, và có thêm một cái điểm nữa rất là thú vị. Đấy là đối với cả những cái mẫu xe chạy điện như này thì các bạn học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể lái xe hợp pháp ở trên đường mà không cần phải bằng lái xe, hoặc kể cả không đủ tuổi để thi bằng lái xe, các bạn vẫn có thể lái mẫu xe này hoàn toàn bình thường. Được chưa? Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần khung thép này này vô cùng là chắc chắn luôn nhé các bạn nhé. Và với những mẫu xe như này thì mình nghĩ là các bạn nên độ thêm chống đổ vào đây nữa này. Đấy, và cái việc độ chống đổ bắt ốc cái thứ vào đây thì cũng rất là dễ dàng thôi, không điểm gì là khó khăn cả. Chúng ta sẽ đi tới cái phần phía trước này của xe thì sao. Các bạn có thể nhìn thấy là cái cụm đèn này nhìn rất là hầm hố luôn. Chúng ta sẽ có toàn bộ là đèn LED nhé các bạn nhé. Toàn bộ là đèn LED. Chúng ta sẽ có một cái giải đèn đề mi hình tròn như này, trông rất là đẹp. Ngoài ra nữa thì ở bên trong này nó sẽ có 4 bóng LED nữa, trong đó thì đã có 2 bóng bi cầu rồi và 2 cái bóng hình bánh xe ở hai bên, tạo ra cái điểm nhấn cho cái phần đầu này nhìn rất là ấn tượng luôn. Đi vào ban đêm thì mình đảm bảo các bạn là cái này nhìn nó đẹp lắm. Đèn xi nhan thì nằm ở hai bên, và đèn xi nhan này thì cũng là đèn xi nhan LED luôn nhé. Và đèn xi nhan này chúng ta có thể xuyên ngón tay qua đây được này. Đó, các bạn thấy chưa? Và các bạn nhìn này, phanh đĩa này nó phải gọi là quá to luôn các bạn ạ. Đây, về an toàn đây. Đấy, nhiều bạn ấy cứ sợ là liệu cái mẫu xe này nó to như này, cái khối lượng nó lớn như thế, quán tính lớn như thế thì phải cần một cái bộ phanh nó phải hoành tráng đúng không ạ? Đây thì các bạn nhìn này. Trời ơi, đĩa phanh to bằng luôn mâm luôn nhé, bằng luôn mâm luôn. Phanh đĩa cả phía trước lẫn phía sau luôn. Và các bạn sẽ nhìn thấy luôn này, mâm là cái cách phối màu giữa màu đỏ và màu đen, tạo nên cái tính thể thao cho cái mẫu xe này. Và lốp thì là lốp không xăm, để giúp bạn nhỡ may có cán phải đinh thì nó cũng sẽ an toàn hơn là lốp có xăm. Và cái lốp này thì cực kỳ to luôn, lốp này là lốp béo. Và cái bản lốp của nó rộng là 130 luôn các bạn nhé. Mâm là mâm 12 và lốp rộng 130, thậm chí là còn rộng hơn cả cái lốp của con SH của mình. Lốp SH của mình chỉ có 120 thôi, lốp này là 130, rất to luôn. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy luôn này, là chúng ta cũng có hai cái phần ốc rất là lớn ở hai bên như này, mà anh em hay nói đùa với nhau là chống đổ cho bánh xe ấy. Đấy, thực ra nó không có tác dụng chống đổ cho bánh xe đâu. Phanh thì sao? Phanh đấy nhá, các bạn có thể nới rộng hay là chặt lại phanh ở đây này, để bằng một nút chúng ta vặn ở đây. Đấy, phanh cũng mà là bằng kim loại luôn. Và đây là phanh dầu nhá, phanh dầu luôn. Rồi, và ở trên cái cụm điều khiển như này thì chúng ta sẽ có cả số lùi cho cái mẫu xe này nữa, và chúng ta có cả thay đổi các cái cấp số khác nhau tùy theo cái vận tốc tối đa mà các bạn muốn đi. Và thậm chí cái mẫu xe này nó đi được rất nhanh luôn. Tất nhiên trong video này mình không dám nói là bao nhiêu km/h đâu, nhanh lắm các bạn, đi nhanh như xe máy luôn đấy. Tất nhiên đi nhanh như xe máy xăng nhé. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có một cái đồng hồ hình tròn như này, rất là cá tính. Trên cái đồng hồ này chúng ta có một số những cái chỉ báo về vận tốc này, quãng đường, cũng như là cái mức pin còn lại là bao nhiêu. Trời ơi, như ABS nhé các bạn nhé, như ABS này. Đây là những cái lỗ tản nhiệt giả ở đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Trông khá là hầm hố chứ đúng nào. Cái phần yên này thì nó cũng thiết kế ngồi lên mình thấy là ngồi tương đối là thoải mái đấy. Nhưng mà các bạn để ý này, cái phần ngồi cho người phía sau này nó cao hẳn lên, nên là nếu mà bạn nào mà chở bạn nữ hay chở người yêu đi chơi ấy, thì ngồi lên cũng cảm thấy là tình cảm hơn đấy. Chúng ta sẽ có cái gì nữa đây? Chúng ta sẽ có một cái tay sách ở phía sau như này. Mình thì mình thấy là cái mẫu xe này thì nó không có cốp, nên thành ra là nếu mà các bạn mà đi du lịch ở đâu ấy, đi phượt các thứ ấy, thì các bạn cũng có thể để một cái cốp phụ ở phía sau này được, để mà chúng ta có thể đi du lịch được. Nhưng mà đi du lịch xong về chúng ta tháo ra đi lại cho nó thể thao đúng không ạ? Đấy.
xi nhan ở phía sau cũng là cái loại xi nhan mà nó tách ra thành hai phần ở hai bên như này nhá. Với cái việc cái phần tay nắm ở phía sau nó làm rộng ra như này nên là khi mà chúng ta xuống ấy, xuống xe chúng ta không sợ chân chúng ta chạm vào cái xi nhan này đâu. Chứ nhiều khi với những cái xe Yamaha mình thấy là xuống xe chúng ta rất hay chạm với xi nhan này, thành ra nó hay bị rơi này. Cái chắn bùn ở phía sau này thì nhà sản xuất họ làm rất là thấp như này để làm cho cái mẫu xe của chúng ta nó trở nên thể thao hơn. Và các bạn sẽ nhìn thấy luôn là phuộc ở phía sau này thì nó là phuộc monoshock nhé các bạn nhé. Phuộc phía sau này. Đấy nên thành ra là nếu các bạn đi một mình thì nó rất là sướng, nhưng mà đi hai mình thì nó sẽ không thoải mái bằng phuộc kép đâu. Nhưng mà rõ ràng là phuộc monoshock này nhìn cái mẫu xe của chúng ta thể thao hơn hẳn luôn. Còn phuộc phía trước thậm chí là phuộc upside down luôn kìa. Các bạn nhìn thấy không? Rất hoành tráng luôn, đúng không nào? Với cái mẫu xe này thì trong quá trình di chuyển thì mình thấy là cái nước ga đầu nó rất là bốc. Đấy nên là khi chúng ta đi chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý một chút, bởi vì đây là một mẫu xe khá là khỏe mà. Còn cái việc leo dốc hầm gửi xe các thứ, thậm chí các bạn đi hai người leo dốc hầm gửi xe vẫn rất là thoải mái, động cơ rất khỏe luôn. Đấy, và đi lại ở trong phố các bạn đi như một cái xe máy bình thường, chứ không ai nghĩ là các bạn đang đi một cái mẫu xe điện đâu. Chỉ có điều nếu mà các bạn thích cái sự thể thao ấy thì mẫu xe này không phát ra tiếng động. Đấy, nhiều anh em đi xe phân khối lớn ấy là anh em hay độ bô biết cái thứ ấy, để cho tiếng nó to hơn, nó uy lực hơn. Đấy, nhưng mà anh em nào mà vẫn thích phân khối lớn nhưng mà muốn văn minh, muốn yên tĩnh, đấy, đi về là không gây ảnh hưởng đến ai cả, đấy, đi về là không sợ là con nó bị dậy vào ban đêm này, đấy, không sợ là xuống hầm gửi xe rồi bị các bác bảo vệ các bác ấy kêu, đấy, thì chúng ta có thể đi cái mẫu xe này hoàn toàn bình thường, không cần phải bằng lái xe các thứ gì đâu nhá. Đấy, về cơ bản cũng là như vậy thôi. Mình đánh giá là đây là một mẫu xe có thiết kế rất hầm hố này. Nó là xe điện nên là không cần phải bằng lái xe để lái này. Và tiếp theo nữa là mẫu xe này rất khỏe luôn. Công nghệ an toàn thì bạn nhìn rồi đấy. Đấy, phanh đĩa các thứ như này. Phuộc thì là upside down này, rồi là đấy, phanh trợ lực dầu các thứ nữa này. Đầy đủ hết. Các bạn cảm thấy sao về mẫu xe này? Và với mức giá 21 triệu rưỡi tại Hoàng Thống Mô Tô thì bạn cảm thấy sao ạ? Và cái mẫu xe này thậm chí là bên Hoàng Thống Mô Tô họ còn tự tin bảo hành 3 năm cho các bạn nữa. Đó, tất cả những thông tin về cái mẫu xe này như nào, cũng như đặt hàng ra sao, số điện thoại liên hệ như nào của em Đức Mario ra sao thì mình đã để hết ở phía dưới phần mô tả của video cũng như là ghim comment rồi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.